rẹp mưu phân nghệ phong cách nghệ khác tác giả lập pháp văn cây nhật đạo hưu là một nhà thơ biểu của thơ cách mạng Việt Nam đồng thời cũng là một nhà thơ biểu của thơ cách mạng Việt Nam đồng thời cũng là một nhà chính trị gia một hùng thơ kiên định theo lý tưởng cách mạng tác phẩm của ông anh tâm tư lắng đọng tuần thơ nắng ấm thể hiện ý chí đấu tranh mang nội dung nóng bỏng với lời kêu gọi hào hùng và tha thiết được mệnh danh là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ là thơ của lễ sống lớn tình cảm lớn Chí Minh văn chính luận ngắn gọn xúc tích lập luận chặt chẽ lý lẽ đan kết bằng chứng thuyết và đa dạng về bút pháp dấu phát chính luận rất đa dạng khi ô tô thâu tình đạt ly khi đánh thép mạnh mẽ hùng hồn chuyện và đi dấu chất trí tuệ tính hiện đại tính chiến đấu ngồi phút chủ động sáng tạo khi là lối kể chân thực gần gần gũi khi chạm biếm sắc sảo thâm thúy tinh tế thơ các ca dạng vừa cổ điển vừa hiện nhiều bài cổ thì hàm sắc quyến thắp nhiều bài văn dung nhiều thế thơ.